Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể định dạng một cái đoạn văn nào đó ở trong Word. Kiểm tra xem trong Word của mình đối với đoạn văn thì mình có định dạng những cái gì. Thì định dạng đầu tiên thì ở đây mình sẽ nhìn thấy đầu tiên này, các đường khoảng cách của mình giữa các đoạn văn nó đang sát lại với nhau, các dòng chữ của mình cũng đang sát lại với nhau. Quá đầu tiên của mình thì mình sẽ căn chỉnh về khoảng cách cho nó để làm sao nó nhìn thấy rõ đã, rồi tính tiếp đúng chưa? Thì đầu tiên mình muốn căn chỉnh khoảng cách cho đoạn văn nào thì mình sẽ bôi đen đoạn văn đó. Bây giờ thường ấy thì người ta sẽ bôi đen hết, nhưng mà bây giờ mình sẽ bôi đen một cái thôi để mọi người nhìn trước đã. Thì bôi đen cái đoạn văn mình muốn căn chỉnh này, chọn vào trong phần mở rộng của paragraph, đây được gọi là phần mở rộng. Và cái phần căn chỉnh cho đoạn văn thì mình giao vào trong thẻ home của nó nhá, vào phần mở rộng của paragraph này. Trên này thì mình sẽ có liên quan đến khoảng cách là phần spacing, được gọi là khoảng cách. Mình có before, after là khoảng cách giữa các đoạn văn. Ở đây đơn vị của nó là pt và mình cũng sẽ sử dụng là pt. Bây giờ mình sẽ thử tăng khoảng cách của nó lên. Nó đang là 0, mình tăng lên 20 chẳng hạn. Ok, và lúc này nó sẽ giãn ra này, nó sẽ là rộng như thế này, đúng chưa? Tương tự với phần, đấy là mình sẽ nhìn thấy before, vậy là khoảng cách giữa đoạn văn nào? Từ khoảng cách mình đang bôi đen so với đoạn văn bên trên nó. Bây giờ suy ra, after sẽ là khoảng cách mình đang bôi đen so với đoạn văn đằng sau nó. Cái này tương tự, ở đây mình sẽ để là 10 thôi, xem nó có bằng nửa hay không. Ok, chỗ này nó sẽ bằng nửa này, khoảng cách giữa hai cái này nó sẽ bằng nửa cái bên trên. Bây giờ mình sẽ để khoảng cách cài đặt chung cho nó. Để làm sao mình có thể chọn được toàn bộ văn bản thì mọi người nhớ chọn toàn bộ văn bản. Thì mình sẽ ấn, đấy là ấn phím Ctrl cộng với A nhé. Ctrl cộng A này, chọn toàn bộ, mở rộng ra. Và before after mình sẽ để bao nhiêu cho nó hợp lý, bởi vì cái này nó có rất là nhiều. Thì người ta sẽ để trong khoảng tầm từ 6 đến 12 pt thôi. Nhớ mọi người nhớ hai cái này nó phải để bằng nhau để làm sao cái khoảng cách của mình nó không bị cọc kịch. Ok, cái này đã có khoảng cách rồi, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy cái dòng của mình này nó vẫn sát lại với nhau, nó chả có khoảng cách gì cả. Vậy thì mình sẽ làm sao để mình có thể căn chỉnh khoảng cách giữa các dòng? Bây giờ thì mình sẽ có căn chỉnh khoảng cách dòng văn. Tương tự mình cũng vào trong phần mở rộng của paragraph để mình căn chỉnh. Cũng ở trong khung spacing là khoảng cách, thì mình sẽ có line spacing là khoảng cách giữa các dòng. Để khoảng cách giữa các dòng thì người ta sẽ có các phần cài đặt, đấy là single, được gọi là dòng đơn, hay khoảng cách giữa các dòng là bằng 0, không có khoảng cách nào cả. 1.5 dòng là khoảng cách tiêu chuẩn, bởi vì thường đối với các văn bản hành chính thường người ta sẽ chọn cái này, nhưng cái này nó sẽ là văn bản khoảng cách tiêu chuẩn. Hoặc khoảng cách giữa các dòng nó sẽ là bằng chiều cao của chữ, người ta sẽ xét dựa trên chiều cao của chữ của mình nhé. Double là khoảng cách dòng đôi, khoảng cách giữa các dòng bằng đúng chiều cao của chữ. Hoặc mọi người cứ tưởng tượng đấy là mình dòng văn bản của mình có 3 dòng thì mình chỉ viết dòng đầu tiên với dòng thứ 3 thôi, còn dòng ở giữa mình sẽ bỏ qua hay mình sẽ bỏ trống thì nó cũng sẽ dài giống như vậy. Nhưng mà mình sẽ nhìn thấy này, cái này nó sẽ rất là dài hay là rất là lớn, khoảng cách dòng rất là dài lớn, nên là thường người ta sẽ không chọn cái này, rằng mình sẽ có cài đặt riêng. Đây là mặt define là khoảng cách tùy chọn. Ất sẽ là khoảng cách mình tùy chỉnh, thì cái này mình sẽ để trong khoảng tầm từ 1.3 đến 1.5 thôi, chứ mình không để quá lớn. Đây, thế này mình sẽ nhìn thấy nó khoảng cách vừa nhìn thấy rồi này. Bây giờ dòng của mình còn thiếu, đấy là thường đối với văn bản bình thường ấy, thì mọi người sẽ để ý thấy mình sẽ có, đấy là lùi dòng đầu tiên. Văn bản dòng đầu tiên của một cái đoạn văn nào đó thường nó sẽ dịch vào một xíu. Thì bây giờ mình sẽ làm thế nào để lùi đầu dòng đây? Thường mọi người nếu ai chưa biết ấy thì mọi người sẽ sử dụng dấu cách. Nhưng mà dấu cách này nó không thể nào mình đều nhau được mà nó lại là lâu. Thì mình có cách căn chỉnh làm sao? Mình sẽ có cách như sau. Bôi đen văn bản mình cần căn chỉnh lùi đầu dòng này. Chọn vào trong phần mở rộng của paragraph. Trên này mình sẽ có indentation là liên quan đến lề. Mình sẽ có left được gọi là chữ đến lề của mình. Biểu tượng con trỏ đấy là đại diện cho lề trái. Bên phải thì mình cũng có một phần con trỏ để đại diện cho lề phải.
Thì bao giờ cũng thế, viết chữ thì mọi người cũng sẽ viết sát vào lề bên tay trái thôi, nên cái khoảng cách này mình cũng sẽ để là không. Thì hết khoảng cách bên phải rồi thì mình mới nhảy xuống bên dưới, còn cái bên phải mình cũng sẽ để là không. Nhớ nhá, hai cái này bao giờ mặc định mình cũng sẽ để là không. Mình sẽ phần liên quan đến special là phần đặc biệt của lề, mình có năn, có nghĩa các lề nó giống nhau, các dòng nó có trạng thái lề giống nhau, nó không có đặc biệt gì cả. First line thì mình sẽ có ở bên dưới phần preview để mình có thể xem trước. Mình sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ là lùi vào dòng đầu tiên một khoảng cách nào đó. Bye sẽ là khoảng cách nó lùi. Và các này mình sẽ để mặc định 1.27. Còn thường mình sẽ để trong khoảng tầm từ 1.25 đến 1.27 cm nhé. Hang in thì dĩ nhiên là không lùi dòng đầu tiên, nó sẽ lùi các dòng tiếp theo của một đoạn văn. Cái này mình nhìn trông nó hơi lạ, nên là thường thì mình sẽ để, đấy là mình sẽ chọn first line là lùi dòng đầu tiên của một đoạn văn thôi. Căn chỉnh xong rồi thì bây giờ mình mới liên quan đến căn chỉnh lề. Bây giờ mình sẽ có dòng tiêu đề cho văn bản chẳng hạn. Đây dòng tiêu đề đại diện cho tiêu đề văn bản. Thì tiêu đề của mình không bao giờ mình có thể để sát về lề ở bên trái được, đúng không? Mình phải căn chỉnh cho nó. Thì người ta sẽ có 4 biểu tượng để căn chỉnh lề. Mình sẽ có biểu tượng đầu tiên, đấy là căn ở bên trái. Biểu tượng thứ hai mình sẽ có là căn ở giữa. Biểu tượng thứ ba là mình sẽ có ở căn ở bên phải. Thường đối với tiêu đề thì mình cũng viết từ giữa ra thôi, thì mình sẽ chọn là căn ở giữa. Nhạc bô đen văn bản tiếp theo của mình này, thì ở đây mình sẽ nhìn thấy bên trái nó sẽ thẳng hàng, nhưng mà bên phải nó sẽ cọc kịch, cái thụt ra cái thụt vào, thì nhìn văn bản của mình nó sẽ bị mất thẩm mỹ. Thì mình sẽ làm như thế nào để làm sao cho hai lề đều thẳng nhau, thì người ta sẽ có biểu tượng cuối cùng được gọi là căn đều hai bên, đúng chưa? Hai bên lề nó sẽ thẳng nhau này, đấy là căn đều hai bên. Mình sẽ có phím tắt dành cho các cái này, đấy là căn bên trái thì mình sẽ có là căn chun L, L cao nhá. Căn phải thì mình sẽ có là căn chun R. Căn giữa mình có căn chun E. Và căn đều hai bên thì mình có căn chun G, được gọi là căn đều hai bên, đấy nhá. Đó, đấy là căn chỉnh. Còn nếu với liên quan đến giấy mời chẳng hạn, giấy mời thường thường mình sẽ có khung cho đoạn văn để làm sao tạo sự trang trọng hơn. Thì làm sao để mình tạo khung được? Thì mình muốn tạo khung cho đoạn văn nào thì mình sẽ bôi đen cái đoạn văn đó. Trên này trong nhóm paragraph mình sẽ có biểu tượng đóng khung, đấy là biểu tượng hình vuông. Chọn vào tam giác bên phải biểu tượng hình vuông. Border and setting để mình vào phần cài đặt chi tiết. Đối với đoạn văn thì mình sẽ chỉ đóng khung, đấy là các đường viền bên ngoài thôi, nên phần setting là cài đặt thì mình sẽ chọn là box. Còn khi mình chọn là none, có nghĩa là mình sẽ không có khung. Style là mình sẽ chọn đến kiểu đóng khung của mình, mình muốn kiểu nào thì mình sẽ chọn kiểu đó. Color là màu khung của mình. Width là tạo độ dày hoặc mỏng cho khung. Ok, lúc này nó sẽ đóng khung được cho cái đoạn văn mình đang bôi đen này. Còn nếu mình muốn tô màu cho đoạn văn chẳng hạn, thì mình sẽ bôi đen cái đoạn văn mình cần tô màu. Mình có biểu tượng tô màu, đấy là biểu tượng thùng sơn trong nhóm paragraph. Tương ứng mình cũng chọn vào tam giác bên phải biểu tượng đó. Mình muốn tô màu màu gì thì mình sẽ chọn màu đó. Đoạn văn mình màu gì thì mình chọn màu đấy thôi. Thì nó sẽ tô màu và đóng khung cho mình. Nhỡ đâu mình không cần hoặc là mình tạo bị sai thì mình sẽ phải xóa trước đi đã, sau đó mình mới tăng lại hoặc đóng khung lại sau. Thì mình sẽ bỏ cái khung đấy đi. Bô đen đoạn văn mình đã đóng khung. Chọn vào phần tam giác bên phải. Cách nhanh là mình sẽ chọn là no border. Cách khác là mình sẽ vào trong hộp thoại cài đặt. Ở trong bất kỳ mình cài đặt thế nào thì mình vào đúng hộp thoại như thế để mình có thể hủy đi. Setting thì mình chọn phần cài đặt, đấy là none, để nó hủy khung đi. Tương ứng màu mình cũng sẽ làm tương tự. Bôi đen đoạn văn mình đã tô màu. Chọn vào biểu tượng tam giác bên phải biểu tượng tô màu. Và mọi người nhớ chọn là no color nhá, chứ không được chọn là màu trắng đâu. Màu trắng nó vẫn có màu như bình thường, nên mình nhớ chọn là no color, được gọi là màu trong suốt hay là không màu. Đấy là mình có phần cài đặt định dạng cho đoạn văn. Kết thúc bài học hôm nay, hẹn gặp lại
các bạn vào các bài học tiếp theo.